Hello, xin chào bạn nhá. Hôm nay thì Johnny sẽ lên cho các bạn chiếc Mercedes GLS 450 các bạn nhá. GLS 450 Formatic nhập Mỹ bởi các doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân. Đây là mẫu xe dành cho thị trường Mỹ các bạn ạ. Những chiếc GLS 450 chính hãng tại thị trường Việt Nam cũng được nhập Mỹ, tuy nhiên đó là phiên bản xuất khẩu đi các nước khác. Còn đây là phiên bản dành cho thị trường Mỹ. Chiếc này thì khác với chiếc được nhập khẩu chính hãng về trường Việt Nam thì nó sẽ không có gói AMG ở bên ngoại thất các bạn nhé. Không có gói AMG Line ở ngoại thất mà nó sẽ là những cái trang bị tiêu chuẩn của một chiếc GLS 450. Đó, chiếc này thì có ngoại thất màu xanh rất là đẹp luôn. Đây có lẽ là cái màu Dark Blue, nó không giống với màu Mystic Blue hôm trước mình quay các bạn nhé. Còn đây, nó có sự khác biệt này. Lưới tản nhiệt hai nan kép và có những cái lỗ thông hơi phía trên làm từ kim loại mạ chrome. Chiếc này thì không có cản và các cái hốc hút gió phía trước phong cách AMG của phiên bản chính hãng tại trường Việt Nam. Đèn pha thì vẫn là đèn pha LED multibeam các bạn nhé. LED multibeam rất hiện đại và thông minh của Mercedes luôn. Đó, đây là chiếc GLS 450 có giá bán là 6,5 tỷ đồng dành cho những người nào yêu thích những chiếc GLS 450 nhập Mỹ và chỉ cần xuống tiền là có xe ngay, có thể ghé thăm các showroom tư nhân. Ví dụ như đây là chiếc GLS 450 được Sơn Tùng Auto số 2 Tôn Thuyết Hà Nội đưa về các bạn nhé. Chúng ta sẽ đến với các chi tiết tiếp theo. Đây là bộ mâm này. Đây cũng là một chi tiết khác biệt của GLS 450 nhập Mỹ so với phiên bản chính hãng. Đó, chiếc này thì có bộ mâm 2, 4, 6, 8 chấu các bạn ạ. 8 chấu đơn. Và ở giữa thì nó có các cái rãnh này. Đó, rãnh thoát chất bẩn như bụi bẩn này các bạn. Đó, mình ngó xem đây là bộ mâm có kích thước 20 inch các bạn nhé. Kích thước của mâm là 20 inch. Gương chiếu hậu được sơn trùng màu ngoại thất ở phía trên và sơn đen ở phía dưới. Cũng có công nghệ camera 360 độ. Đây là chiều ngang của chiếc SUV cỡ lớn của nhà Mercedes các bạn này. GLS 450 là mẫu SUV full size nhà Mercedes các bạn nhé. Đó, bật lên xuống gắn cố định hai bên thân xe. Bánh sau cũng là 20 inch. Đây là phần đuôi này, phần đuôi của chiếc GLS 450 nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ về trường Việt Nam. Đó, kích thước rất là đồ sộ luôn, phần đuôi rất lớn. Nổi bật đây chúng ta có cánh lướt gió các bạn này, có cánh lướt gió gắn cố định ở phía trên các bạn nhé. Và đèn phanh này. Tổng thể phần đuôi thì nó vẫn tương tự như chiếc được nhập về Việt Nam bởi đơn vị chính hãng. Với cụm đèn hậu dạng LED chia thành hai khoang, có nẹp kim loại mạ chrome nối liền hai bên với nhau. Ốp cản sau cũng được làm từ kim loại mạ chrome và trục ống xả đặt đối xứng hai bên. Đó là chi tiết tổng thể của chiếc GLS 450 này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào nội thất các bạn nhé. Nó vào nội thất của chiếc GLS 450 để xem nó có gì đặc biệt. Đây các bạn này, khoang sau của chiếc GLS 450 Formatic nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ về trường Việt Nam có rèm chỉnh điện, rèm che nắng chỉnh điện này, loa Bumaster này, ốp gỗ, gỗ sần, gỗ đen sần các bạn nhé. Có chỉnh điện đa hướng dành cho người ngồi sau và có thông hơi. Đó, bọc da màu trắng, có đèn viền nội thất, bậu cửa có logo Mercedes-Benz. Và đây là cái khoang sau của chiếc GLS 450 này. Chiếc này thì tổng thể khoang cabin được bọc da màu trắng và thuộc phiên bản 6 chỗ ngồi các bạn nhá, thuộc phiên bản 6 chỗ ngồi. Nó khác so với nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng thị trường Việt Nam thì nó là 7 chỗ ngồi. Hàng ghế thứ hai của chiếc này thì được thiết kế theo phong cách thương gia với hai ghế ngồi riêng biệt nhau và có bệ tì tay hai bên. Đó, bệ tì tay gạt lên và hạ xuống bằng cơ ở hai bên các bạn nhá. Đó là sự khác biệt của một phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ. Đó, các bạn nhìn, bọc da màu trắng, da Nappa màu trắng cao cấp luôn. Đó, thiết kế tách biệt nhau, chỉnh điện ở đây các bạn này, chỉnh điện lên này, trượt xuống này. Đó, nghiêng ngả cái phần lưng này, gập và ngả xuống này. Đó, chỉnh điện hết các bạn nhé. Hoặc là đây chúng ta sẽ có một cái nút ở đây. Đó, chúng ta sẽ chạm nó vào đây và cái hàng ghế thứ hai nó tự động nâng lên bằng điện. Đó, rất hiện đại đúng không các bạn? Và chúng ta có một cái không gian khá là rộng để đi vào hàng ghế thứ ba. Đây các bạn này, không gian khá rộng để đi vào hàng ghế thứ ba. Đây là hàng ghế thứ ba của chiếc GLS 450 với hai chỗ ngồi và khoảng ngưỡng chân khá là rộng rãi các bạn nhé. Các bạn có thể điều chỉnh cái ghế ngồi hàng ghế thứ hai nó trượt lên một chút để các bạn có một khoảng giữ chân rộng hơn. Ở đây thì chúng ta cũng có hai cổng sạc dạng Type C để hai cái khay để cốc và một cái khay để đồ. Đó, các bạn nhìn hai ghế ngồi thiết kế rất là chất luôn. Với tựa đầu cỡ lớn này các bạn này, có cửa gió điều hòa phía trên. Được bọc trần da trần được bọc vải vải màu trắng luôn các bạn ạ. Đó là cái không gian hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba trên chiếc GLS 450 Formatic nhập Mỹ các bạn nhé. Còn đây là ở cái hàng ghế thứ ba này. Còn đây là cái không gian hàng ghế sau.
khi các bạn dùng 3 hàng ghế thì cái không gian chứa đồ nó ở mức vừa phải thôi, nó không quá rộng. Đây các bạn này. Đó, khi các bạn dùng cả 3 hàng ghế rồi các bạn nhá, thì chúng ta vẫn để được khoảng vài cái vali, khoảng 2-3 cái vali để sau và những cái đồ dùng cá nhân khác. Hàng ghế thứ 3 thì chúng ta có thể gập điện ở đây, và cái cốp chứa đồ phía sau này chúng ta cũng có thể nâng hạ cái gầm để các bạn đưa đồ và lấy đồ dễ hơn. Đó, đây này, hàng ghế thứ 3 khi các bạn dùng công nghệ điện này. Đó, khi các bạn gập điện thì nó sẽ gập xuống như này. Tương tự là bên này thì nó hơi lâu một chút. Đó, khi các bạn gập hàng ghế thứ 2 xuống thì không gian chứa đồ nó rất là rộng rãi luôn các bạn nhé. Cái không gian chứa đồ rất là rộng rãi luôn, các bạn để vừa mấy cái bộ gôn hoặc là những cái đồ dùng lớn ở đây. Hoặc là khi các bạn gập cả hàng ghế thứ 2 xuống này. Đó, hàng ghế thứ 2 thì chúng ta sẽ gập bên này, và cũng dùng công nghệ điện luôn các bạn nhé, nó gập phẳng xuống này. Đó, cái hàng ghế thứ 3 kia bên à, hàng ghế thứ 2 kia thì vừa nãy là mình gập lên để mình vào hàng ghế thứ 3, thế nên nó sẽ ở tư thế kia. Còn khi mà mình giữ cái nút này thì nó sẽ chủ động lùi lại, sau đó gập phẳng xuống các bạn ạ. Rồi, khi hàng ghế thứ 2 và hàng ghế thứ 3 gập xuống thì chúng ta sẽ có một không gian chứa đồ vô cùng rộng rãi luôn. Các bạn có thể để xe đạp này, để cái lướt ván này, hay là để bộ gôn, vài bộ gôn ở trên đây thoải mái, cùng rất nhiều đồ dùng khác ở đây các bạn nhé. Còn cốp sau thì các bạn cũng có thể đóng điện. Hàng ghế thứ 2 thì cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập phía sau. Đây các bạn này, hệ thống điều hòa hai vùng độc lập phía sau cho hàng ghế thứ 2, và có cửa gió điều hòa riêng biệt, có khay để cốc ở trên. Đó, còn bây giờ thì chúng ta sẽ lên hàng ghế đầu tiên xem có gì khác biệt không các bạn nhé. Đó, hàng ghế trước của chiếc GLS 450 Formatic nhập Mỹ. Ghế lái chỉnh điện đa hướng nhớ 3 vị trí, ốp gỗ đen này, loa Boommaster này, có thông hơi này, sấy sưởi này. Đó, bọc da màu trắng rất đẹp luôn các bạn ạ. Và đây là ghế ngồi phía trước với thiết kế đậm chất thể thao luôn. Thành ghế nhô cao này các bạn này, thành ghế nhô cao và thiết kế thể thao các bạn nhé. Chất lượng các bạn này. Da Nappa của Maxxer rất thích luôn các bạn nhé. Có đục lỗ thông hơi đây này các bạn này. Đó, ghế ngồi thiết kế thể thao, chỉnh điện đa hướng. Đây là tổng thể cái khoang cabin của chiếc GLS 450. Các bạn nhìn thấy đẹp không? Xuất sắc luôn, bọc da và ốp gỗ sần, gỗ đen sần. Ở đây thì có hai cái chi tiết tay nắm để các bạn khi off-road thì các bạn sẽ cầm vào cho nó chắc chắn này. Đó, còn bây giờ thì chúng ta sẽ sang vị trí ghế lái và khám phá tiếp tục các bạn nhé. Cửa thì là cửa hít các bạn nhé, cửa hít này. Ồ, hít rất nhẹ luôn, đẳng cấp luôn các bạn ạ. Chiếc này thì được trang bị động cơ 3.0 lít các bạn nhé, động cơ 3.0 lít. Ui, khung cảnh đẹp chưa các bạn ơi, trời đẹp chưa? Đó, trời đẹp chưa, trước khi chúng ta bước vào bên trong và khám phá hàng ghế thứ 3 của chiếc GLS 450 nhập Mỹ này các bạn nhá. Đó, wow, ghế lái này các bạn này. Chỉnh điện đa hướng này, cụm điều chỉnh gương này, cả mặt gương và cụm gương luôn các bạn nhá. Và lên hạ kính các cửa luôn. Ghế ngồi thiết kế thể thao các bạn nhá, nhìn thích thật đấy. Nhìn quả ghế chất lượng cực kỳ luôn. Đây mình sẽ chỉnh lùi ghế này xuống một chút để mình lên này. Đó, có đèn viền nội thất, bọc da màu trắng cộng đèn viền nội thất, quá là xuất sắc. Đây, mình giảm cái lượng gió xuống một chút để cho nó đỡ ồn. Đó, đây là tổng thể khoang cabin của chiếc GLS 450 Formatic nhập Mỹ từ góc độ của người lái. Quá là chất lượng luôn, quá là yêu luôn các bạn ạ. Vô lăng tròn vo, bọc da và ốp gỗ. Tích hợp nhiều phím chức năng ở đây, có set công nghệ an toàn Adaptive Cruise Control, ga hành trình thích ứng các bạn này. Phía sau thì chúng ta có lấy chuyển số thể thao này, cộng trừ nho nhỏ phía sau này, cụm điều chỉnh gạt mưa này. Do cần số nó nằm ở trên này, thế nên cái cụm đặt gạt mưa nó sẽ đặt ở bên này các bạn nhé. Đó, cái cần số nhỏ gọn nó đặt ở trên này này các bạn này. Đó, chuẩn phong cách của Mercedes luôn. Màn hình phía sau vô lăng là màn hình điện tử 12,3 inch. Đó, hiển thị rất sắc nét luôn. Các bạn có thể cài đặt được rất nhiều thứ, cài đặt công nghệ Adaptive Cruise Control các bạn cài đặt trên cái màn hình này. Đó, các bạn nhìn màn hình đẹp nhỉ. Đó, có rất nhiều kiểu hiển thị khác nhau nhé các bạn nhé. Các bạn có thể cài đặt được rất nhiều kiểu hiển thị khác nhau. Đó, đây. Đó, các bạn nhìn rất nhiều cài đặt có thể sử dụng ở trên này. Chuyển cái hiển thị này. Đó, các bạn nhìn đây là phong cách sport nhé.
Đó, nói chung là cài đặt được rất nhiều trên cái màn hình này. Ở bên này thì chúng ta cũng có một cái màn hình 12,3 inch nữa để dành cho công nghệ giải trí các bạn nhé. Chất lượng màn hình của Mac thì các bạn không phải suy nghĩ gì bởi vì nó quá là chất lượng luôn. Đây, mình sẽ kiểm tra cái công nghệ camera 360 độ các bạn này. Wow. Wow, các bạn điều chỉnh các góc cam, các bạn sẽ điều chỉnh ở đây này. Đó, rất nhiều góc cam các bạn điều chỉnh đây. Phía sau có một chiếc Porsche 911 này. Đó, rất nhiều các góc cam các bạn điều chỉnh ở đó. Rồi, ao cái này ra, mình sẽ về home này. Đó, các bạn có thể điều chỉnh cảm ứng ở đây nhá các bạn nhá. Đó, comfort này, xem có massage này. Oh, có nhiều chế độ massage luôn các bạn. Kích hoạt luôn để cảm nhận nào. Wow, thích luôn anh em ơi. Đó, rất nhiều kiểu massage dành cho ghế ngồi phía trước các bạn nhé. Đó, chất lượng thực sự luôn đấy. Hệ thống điều hòa thì hai vùng độc lập phía trước, hai vùng độc lập phía sau. Ở đây thì chúng ta có công nghệ đó, có một cái touchpad ở đây này các bạn, để điều chỉnh ấy, điều chỉnh cái màn hình phía trên này. Ngoài công nghệ cảm ứng ra thì chúng ta có điều chỉnh ở cái touchpad như cái touchpad ở trên máy tính bảng, à xin lỗi các bạn, máy tính xách tay của các bạn ấy. Đó, các bạn thử gì đây này. Còn cái này là cái chỗ để vị trí để các bạn để tay lên cho nó đỡ mỏi. Có các cái phím tắt ở đây, có phím vào camera 360 độ này, vào cài đặt ca này, yêu thích này, drive mode này, các bạn điều chỉnh các cái chế độ lái ở đây. Phía dưới này, phía dưới cái tấm gỗ ốp này thì chúng ta sẽ có cái gì? Sạc điện thoại không dây này, cổng sạc dạng tai si này, khay để cốc này, có cái làm mát hoặc là làm nóng đồ uống hoặc là cái gì đó ở đây, các bạn để ở đây. Đó, các bạn có thể dùng cái công nghệ này. Phía dưới này thì chúng ta có một cái nâng hạ gầm ở đây. Khay để đồ nhỏ ở đây, bên dưới cái bệ tì tay. Ghế ngồi thiết kế đậm chất thể thao rồi, có đèn viền nội thất. Đó, đây là tổng thể khoang cabin của chiếc GLS 450 Formatic nhập Mỹ về trường Việt Nam các bạn nhé. Đang được bán tại Sơn Tùng Ô Tô với giá 6,5 tỷ đồng cho anh em nào quan tâm. Còn bây giờ thì mình sẽ xin phép kết thúc cái video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.